Nó đè bệnh nhân nó quên rồi sao? Nó đè bệnh nhân này nó quên rồi sao? Chợ ở đây có Italian restaurant. Khẩu trang, ba có khẩu trang chưa? Công nhận ở Mỹ đi đâu cũng đi bằng xe hơi các bạn. Rồi, xin chào các bạn. Và hôm nay là ngày đầu tiên mình đặt chân qua đến xứ Mỹ. Phải nói là xứ Mỹ là thiên đường các bạn. Đi đâu cũng đi bằng xe hơi hết các bạn ơi. Đúng là xứ Mỹ là thiên đường. Thì bữa hôm nay là ngày đầu tiên mình trở thành Việt Kiều Mỹ các bạn. Mình chính thức sống ở Mỹ luôn nhé. Thì cái cảm giác đầu tiên mà mình đặt chân tới nước Mỹ đó chính là không khí nó rất là trong lành các bạn. Wow, quá trong lành luôn. Thì đó chính là cái cảm giác đầu tiên mà mình đặt chân tới nước Mỹ tươi đẹp này. Đường xá thì rất là rộng rãi và rất là thoáng mát các bạn. Không, đi đâu cũng thấy toàn là xe hơi, xe hơi, xe hơi. Ở bên Việt Nam hồi xưa là đi lên khu nhà giàu mới thấy xe hơi, xe hơi. Bây giờ qua Mỹ đi đâu cũng thấy xe hơi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ghé tiệm phở mình cho mà để mình coi cái phở đi. Thì qua Mỹ ngày đầu tiên thì sẽ được người nhà dẫn đi chợ Việt Nam với lại tiệm phở Việt Nam ăn các bạn nhé. Ở bên Việt Nam ăn phở đã, bây giờ qua Mỹ ăn phở tiếp. Mình đi qua Mỹ ăn phở. Tiệm phở đầu tiên mình đặt chân tới nước Mỹ đó chính là tiệm Tasty Phở. Các bạn ơi, qua Mỹ mới có một ngày mà có việc làm các bạn, tuyển nhân viên. Qua Mỹ mới có ngày có tuyển nhân viên các bạn. Để coi tiệm phở bên Mỹ. Wow. Tiệm phở bên Mỹ sướng quá các bạn ơi. Trời, ngày đầu tiên qua Mỹ cảm giác lạ các bạn. Hồi xưa ở bên Việt Nam ăn phở. Bữa hôm nay lần đầu, ngày đầu tiên qua Mỹ cũng ăn phở thôi mình coi. À, qua Mỹ mới con ngày không biết tiếng Anh nên sao đọc tiếng Anh bây giờ. Có tiếng Việt không các bạn? Nước ngọt. Chà đá. Đây coi mình ăn cái gì đây? Bánh mì. Đây coi giờ mình ăn cái gì đây? Giờ này mình biết tiếng Việt. Không biết. Giờ mình đang ở Mỹ không biết tiếng Việt các bạn. Để coi ba mình không biết tiếng Anh không? Chả giò, khai vị, sa trần. Thì lát nữa mình ăn xong ở nhà hàng Việt này mình sẽ đi một vòng quanh chợ các bạn nhé. Thì ngày đầu tiên qua Mỹ cũng hơi bỡ ngỡ. Cái gì nó cũng lạ các bạn. Cái gì nó cũng mới. Để mình kêu một hai món ra ăn rồi đi tiếp bạn ha. Bánh mì. Trời ơi, bán nhiều món quá các bạn ơi. Ok các bạn ơi, sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định là mình sẽ ăn bánh mì đặc biệt. Để mình coi bánh mì bên Mỹ nó có khác gì với bánh mì bên Việt Nam hay không nha các bạn. Cái phong cách bên Mỹ rất là bây giờ mình quyết định là mình sang bánh mì các bạn nhé. Bánh mì. Ok các bạn ơi, dĩa rau nó ra rồi. Thì bên Mỹ là ăn phở là chỉ có dĩa rau nhỏ nhỏ thôi nha. Phở Mỹ đó. Cơm những chất bụng hay không mì phủ. Bên Mỹ thì rau nó không có phong phú như bên Việt Nam các bạn. Bốn tô phở dĩa rau. Wow, cơm sườn kiểu Mỹ. Ăn kiểu anh, bánh mì kiểu Mỹ. À, đây là bánh mì bên Mỹ các bạn nhé. Em ăn miếng bánh mì đi, cơm sườn các bạn. Em còn đây. Vậy hồi ăn không thấy phụ không? Cảm. Bây giờ lần đầu tiên mình, ngày đầu tiên qua Mỹ thì mình sẽ ăn bánh mì. Ba ăn miếng mì đi ba. Ăn miếng cho biết. Ăn miếng đi. Ngon, nó mua hai ổ chưa rồi. Ngon á. Để cho ngon nhớ, thấy mua thêm, ăn đi. Nè em ăn cái miếng đi. Chờ ăn không hết sao mà đưa mày ăn gì kia nữa trời. Để cho ba ăn miếng để biết bánh mì Mỹ. Là ngày đầu tiên có Mỹ mà hồi bên Việt Nam thì ăn bánh Việt Nam quen rồi. Nhận này nhiều đó thỏa nồi đấy. Ừ, đó. Cái này nó cả ngại không? Trời ơi, bạn ơi. Bánh mì Mỹ ngon, cái vợ bụng cũng ngon. Này ngon này, phải mua cho bác ha. Nhưng mà phải ăn cái gì? Thôi, đừng ngọt, ăn nó mua, tụi bay đừng có... Cái phải nói ăn được, cái ăn được chứ không chơi đâu. Ừ. Ngon. Ngon.
qua Mỹ mà không được ổ bánh mì. Bánh mì giống Việt Nam. Sắp đất thịt quá. Đầu đầu tiên Thảo đi qua đây. Tôi dạng không biết cái kia miếng cơm với nhà mình á. Một tô hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì tiếng tiếng Tàu là gì ba? Bánh xanh mì. Thì nó tiếng Tàu rồi về. Cái này là gì? Hải thủ tiếu hải sản. Bánh xanh mì. Hủ tiếu mì. Bánh xanh mì. Có chanh không ba? Đang chanh đi. Đăng giá không? Nó việc kêu Mỹ lần đầu tiên ăn mì bên Mỹ luôn. Ngày đầu tiên qua Mỹ là phải ăn mì Mỹ. Ăn để cho biết xứ Mỹ các bạn. Giá nè, tao bỏ giá vô. Có thơm mùi mì vậy. Thơm mùi mì nè. Oh man, thơm mùi Mỹ. Thơm mùi mì Mỹ. Các bạn ơi, tô mì thơm mùi mì Mỹ, cái dở mì Mỹ nó cũng thơm mùi Mỹ các bạn. Họ bỏ giá vô, giá bên Mỹ luôn. Anh ăn miếng hủ tiếu không? Không à. Muốn chạy qua đâu. Ok, để mình ăn hủ tiếu qua, hủ tiếu bên Mỹ bỏ giá luôn. Hủ tiếu bên Mỹ ngon. Wow, hủ tiếu mì bên Mỹ nó khác hủ tiếu mì bên Việt Nam mà. Cái gì ở Mỹ nó cũng khác. Đúng là xứ Mỹ. Ăn thử cái miếng này. Quá ngon, quá ngon. Xong xuôi các bạn ơi. Lần đầu tiên qua bên Mỹ, ngày đầu tiên được đi ăn phở Mỹ đầu tiên, tiệm phở Việt Nam đầu tiên, xứ Mỹ. Trời, công nhận các bạn đi bên Mỹ đường xá nó rộng rãi thì thôi luôn, không cần sợ bị xe đụng. Tại vì ở bên Mỹ các bạn đi xe nó thấy các bạn nó dừng lại, nó sợ đụng các bạn, cho nên các bạn cứ đi đi. Tại vì xe nó đụng các bạn tụi nó cắt gói lắm. Qua bên Mỹ đi đâu là cũng đi bằng xe hơi, có máy lạnh đó các bạn ơi. Điều mình thích nhất bên Mỹ. À, đậu xe bên Mỹ thì không có sợ bị quẹt không, tại xe hơi bên Mỹ nó cũng khá là rẻ. Nóng quá ha. Ok, bây giờ tiếp tục đi chợ Việt Nam để khám phá chợ Việt Nam bên Mỹ nha các bạn. Ở bên Mỹ đi xe nhà sướng, thoải mái. Khỏi đi taxi, bên Việt Nam phải đi taxi các bạn. Nóng hả? Nó như con heo. Rồi, cái bảng này nó ghi đây, stop. Ở bên Mỹ khi mà các bạn gặp cái bảng stop này, các bạn phải dừng lại. Rồi các bạn mới đi tiếp được. Rồi tôi xin được lực các bạn nhé. Giống như là các bạn khi mà các bạn ra ngã tư á, các bạn dừng lại một cái xong các bạn mới đi tiếp, không chứ không có từ ngã tư mà các bạn đâm ra được, đâm ra được xe đụng chết. Không chết đâu. Xe quá trời luôn. Mền nước Mỹ à, xe hơi quá trời luôn các bạn. Xứ Mỹ. Thiên đường ở đây. Đó, mà các bạn thấy đèn đỏ này nên xe hơi. Điểm xe hơi, qua Mỹ điểm xe hơi. Ok các bạn ơi, thì đi chợ Việt Nam bên Mỹ đi. Hồi xưa mình nghe anh Nhân Lì nói là khi mà đi chợ Việt Nam á, gặp mấy người Việt Nam người ta sẽ hỏi mình là ơi mới qua Mỹ hả? Đây mình đi vô chợ Việt Nam người ta có hỏi mình ơi mới qua Mỹ không các bạn? Thì đây là chợ Đông Á số 2. Cái chữ đó gọi là chữ gì ta trời, không mới qua Mỹ không biết tiếng Anh nữa trời. Cái chữ đó tên là Market. Thì ở đây là Đông Á 2. Mới qua Mỹ có 2 ngày rồi các bạn, không biết tiếng Anh luôn, không biết tiếng Việt luôn. Vài bữa nữa phải đi đăng ký ESL học tiếng Anh mới được. Mà mới qua Mỹ không có việc làm, các bạn phải đi kiếm việc làm trước đã. Để coi chợ này nó có mướn người không, đi xin việc làm các bạn.
tai nạn xe cộ. Đi vô chợ chơi coi, vô chợ Việt Nam chơi coi. Wow, chợ Việt Nam có bán xoài, sầu riêng, cóc nữa các bạn. Wow, cóc Việt Nam, ổi nữa, thanh long nữa. Cho cái này bác ha. Dạ 2 miếng 1 đồng 25. 2 miếng 1 đồng nó bỏ cho 4 miếng luôn. Ăn xong hết thôi, đeo vô giùm. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng chợ Việt Nam để mình quay coi các bạn ơi. Bây giờ là bên Mỹ là dịch Covid rồi cho nên mình đi chợ Việt Nam mình phải đeo khẩu trang các bạn. Để tránh lây nhiễm. Nè, đi qua đường thì không cần đeo khẩu trang. Nhưng mà vô mấy chỗ này, chỗ trong nhà thì đeo khẩu trang các bạn ha. Đi mua gạo. Đó. Bên Mỹ là mua gạo và ba bao các bạn. Thì chợ Việt Nam bên Mỹ thì cũng giống như siêu thị bên Việt Nam nha các bạn. Họ có bán nước tương nè, nước mắm nè. À, rồi ở sau này thì có bán nước mía nữa. Nhưng mà dạo này mùa dịch thì chỗ này nó hơi vắng các bạn nhé. Ok các bạn ơi, thì bữa hôm nay mình đã đi chợ Việt Nam ngày đầu tiên qua Mỹ. Thì đúng như mình đã dự đoán, khi mà mình bước vô chợ Việt Nam thì họ thấy cái bộ dạng của mình, họ sẽ hỏi là em mới đâu qua dạy. Thì mình nói là mình từ Việt Nam mới qua được 2 ngày, tiếng Anh không biết, tiếng Việt cũng sắp quên luôn. Mình mới thấy họ dán bảng cần người làm các bạn. Trời ơi, bây giờ là mới qua Mỹ là phải cần việc làm các bạn. Cần thợ nail mà mình không biết làm nail luôn, sang tiệm nail không có tiền sang tiệm nail luôn, nhận giữ trẻ mình không biết giữ cho em luôn. Trời ơi, quá trời công việc làm các bạn. Cần tiệm nail, cần thợ nail, sang tiệm nail, nhận giữ trẻ em, mà cái gì mình cũng không biết làm hết các bạn ơi. Bây giờ chắc là thất nghiệp quá, qua Mỹ mới có 2 ngày không kiếm được việc làm rồi. Bấm 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 bấm. Ồ, nóng quá. Đây mà, cũng may. Có chứ, đây giờ đó. Cũng may là ở bên Mỹ nó có máy lạnh các bạn. Đó. Nhắn cho anh cái địa chỉ này kia. Ok anh hai. Đây khẩu trang anh. Hồi nãy vô chợ thì họ bắt mình đeo khẩu trang các bạn. Tại vì ở bên Mỹ bây giờ không đeo khẩu trang là việc bạc. Thì mở máy lạnh đi, có máy lạnh không? Hơi khổ. Thì ở bên Mỹ mấy cái xe bây giờ trời nóng quá thì mình có thể kéo này lên bằng che nắng nha. Nó có cái rèm che nắng. Đó, như vậy là sẽ đỡ nắng hơn. Còn thôi mình không nắng thì mở đây. Chút đi chút lên chạy. Trên xe thì có bản đồ. À, trên xe thì có bản đồ, mình muốn đi đâu thì mình cứ bấm bản đồ thôi các bạn. Đúng là xứ Mỹ này nó cái gì nó cũng có nha bạn. Xe thì có máy lạnh ở dưới đít nữa nè. Đó, máy lạnh này nữa. Qua bên Mỹ đúng là sướng thiệt. Đúng không? Ngày đầu tiên qua Mỹ thấy cảm giác thế nào? Ngày thứ 1 ngày mấy? Điều cho fan ủng hộ mày, mày đang ở đâu? Mới qua Mỹ ngày đầu tiên đi Florida các bạn. Đó, mình đang ở bên St. Petersburg. Wow, rồi ở cái chỗ này nó có nhiều cửa hàng Việt Nam các bạn, có phở 97 nữa. Rồi. Đó, wow. Năm đầu tiên được qua Mỹ, được đi xe hơi, ngắm đường phố Mỹ. Mày công nhận ở Mỹ chạy xe hơi không các bạn?
Ok các bạn ơi, thì bữa hôm nay qua Mỹ ngày đầu tiên thì bà con mình dẫn mình đi chợ rất là đông. Bữa nay mình sẽ đi chợ này, gọi là The Original gì đó. Qua Mỹ mới có một ngày, không biết nói tiếng Anh. Để ra con che nữa nè. Ồ, bây giờ là nó bắt phải đeo khẩu trang các bạn nhé. Không đeo khẩu trang là không cho vô. Xong xuôi. Một ngày đi chợ. Đường xá quá rộng luôn các bạn ơi. Thì mình đang chạy với vận tốc là 75 km/h một giờ, 75 mile một giờ các bạn, tương đương với là 100 mấy km/h một giờ các bạn nhé. Các bạn thấy không, vận tốc ở cái đường quốc lộ này là 75 mile một giờ, quá lẹ. Nếu mà tính ra Việt Nam là 100 mấy km/h một giờ luôn đó các bạn. Đường quá rộng. Ngắm cảnh cái giống như là nhà tre vậy các bạn. Ở trong xe thì có bay lạnh hay lạnh mát không các bạn? Đi xe nhà thì thoải mái hơn đi taxi không? Bây giờ mình sẽ về nhà các bạn nhé. Về nhà của em. Thì ở bên Việt Nam có cái cầu Mỹ Thuận với cái cầu Thơ là do Mỹ xây các bạn. Hôm nay mình qua Mỹ mình sẽ cho các bạn coi cái cầu Mỹ Thuận với cái cầu Thơ chính gốc do người Mỹ thiết kế tại Mỹ luôn. À. Cái cầu Thơ như có đại hàng. Có hàng của gì? Cầu Mỹ Thuận của Mỹ xây. À, bây giờ thì mình sẽ chạy lên cái cầu Mỹ Thuận gốc các bạn nhé, được xuất xứ từ đây. Bây giờ các bạn coi nè. À, các bạn thấy không? Dưới này là dưới chân cầu thôi chứ chưa lên cầu các bạn. Bây giờ vô cầu nè. À, thấy chưa? Cái này mình đi xe đạp tới chừng nào mới qua. Mày quá chưa tới, chừng mày quá. Đó, các bạn thấy chưa? Skyway lên. Đây là chân cầu Mỹ Thuận đó các bạn. Đó, các bạn nhìn bắt đầu là bạn thấy nè. Qua chạy cái này chạy qua biển luôn các bạn nhé. Cầu này bắt qua biển luôn. Cào lắm. Cái này mới là cái cột thôi à. Mà nói gì đi xuống rồi bắt rồi thôi. Thấy trước mặt đó. Bây giờ mình phải đóng lệ phí qua cầu các bạn nhé. Ok. Nãy giờ là mình chỉ mới lên chân cầu thôi các bạn nha. Mình chưa qua cái cầu Mỹ Thuận chính gốc. Bây giờ lát nữa mình sẽ chạy qua cái cầu Mỹ Thuận chính gốc cho các bạn coi. Để mình đóng phí đó. Để coi chạm thu phí Mỹ nó khác không nha. Camera quay lén. Camera quay lén, quay công khai, quay gì quay lén. Thì khi mà người ta xây cái cầu thì người ta sẽ xây trạm thu phí các bạn, nhưng mà trạm thu phí nó cũng khá là rẻ các bạn ơi. Thôi thổ BOT
nhiêu? BOT bên Mỹ. Ok. Rồi bây giờ trước mắt các bạn là cầu Cần Thơ. Phí khoảng 35.000. 35.000 Việt Nam đồng. 35.000 bằng Việt Nam. Bên Việt Nam là 200.000 chứ. Khoảng 35.000. Rồi. Lên cầu Cần Thơ. Cái bản đồ hôn cái cầu này nó sẽ đi hướng công qua đó, giờ mình đi hướng công qua. Bây giờ chuẩn bị lên cái cầu rồi nè các bạn ơi. Cao đến sợ luôn kìa. Cao nó ớn luôn á. Rất cao luôn. Thì dắt cua rồi vô cái đường này nè. Dắt cua rồi vô chỗ này mình có thể dắt cua nữa các bạn. Ghẹ xanh. Ghẹ xanh của Mỹ. À, lên tới cầu nè. Lên cầu Mỹ Thuận nè. Quá trời người đi câu cá bên này luôn các bạn ơi. Câu dịch biển. Wow. Hello. Các bạn thấy giống như cầu Mỹ Thuận chưa? Hello. Rồi qua cầu Cần Thơ luôn. Wow, các bạn thấy không? Quá cao luôn các bạn. Quá cao luôn á. Một chiếc xe, chờ xe, phải chờ xe cảnh sát kế bên luôn. Không nghe mất sóng rồi. Wow, đi qua cái cầu Cần Thơ này mới thấy cái cầu Cần Thơ Việt Nam của mình á. Nó giống y chang luôn các bạn. Nó không khác tí nào hết. Trời, cái giờ bạn nhìn cái chân cầu à. Ok các bạn ơi, thì đó chính là những cái điều mà những cái người Việt Nam mới qua Mỹ, cái gì họ thấy cũng lạ hết các bạn. Không, họ thấy nhà của Mỹ sao đẹp quá, đường xá của Mỹ sao rộng quá, nói chung là cái gì bên Mỹ cũng đẹp quá. Đó chính là những cái lời nói của những người Việt Nam mới qua bên Mỹ các bạn ơi. Đó, thì bữa hôm nay mình chính thức trở thành Việt Kiều Mỹ các bạn nhé. Khi mà các bạn đặt chân lên á, nước Mỹ các bạn sẽ trở thành Việt Kiều Mỹ. À, tại sao bên Mỹ nóng quá, con ruồi bên Mỹ bự quá, trời ơi nước bên Mỹ ngon quá. Đó chính là câu nói của những người Việt Kiều các bạn. Thì ai mới qua Mỹ thì cũng nói những câu đó, cho nên các bạn sẽ không thấy gì là lạ cả. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà trở thành Việt Kiều á, thì các bạn sẽ biết những câu nói đó. Chẳng hạn như là họ đi vô chợ Việt Nam thì họ thấy là trời ơi, sao thanh long bên Mỹ mắc quá, thanh long bên Việt Nam là người ta đổ đống cho heo ăn các bạn. Thanh long bên Mỹ hai trái là mười mấy đô la, trời ơi thanh long bên Mỹ mắc quá.
ổi bên Mỹ mắc quá, ổi bên Việt Nam không cho ăn các bạn. Đó thì đó chính là những cái điều thú vị bên Việt Nam với bên Mỹ. Không, bên Việt Nam thì trái cây bên Việt Nam rất là rẻ, nhưng mà bên Mỹ thì trái cây bên Mỹ rất là mắc. Thì mình mới qua Mỹ mà mình chơi cây Việt Nam rồi, mình mới mua cây này gọi là năm đốc mai, có nghĩa là xoài Thái các bạn. Đây là cây xoài Thái năm đốc mai đó, để về trồng coi. Không, qua Mỹ mới được có 2 ngày rồi, đi mua cây về trồng cho nó đỡ nhớ quê hương, đỡ nhớ quê nhà các bạn. Kiểu này là mình ở Mỹ luôn rồi, mình không về Việt Nam nữa các bạn ơi. Đây là quê hương thứ hai của mình nha. Nóng qua điều nhà.